Rồi, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Việt Nhạc Center nha. Thì hôm nay cũng là đầu tháng 12, cũng là cái tháng mà Noel, cái tháng kết thúc năm 2022 các bạn. Thì cuối năm thì Yamaha có ra mắt hai cái sản phẩm cho dòng dây nylon ở trước mặt các bạn đây. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu chi tiết về cái mã sản phẩm của nó. Đây, trên tay của mình cầm cái phía bổ hành thì trên đây nó có để về cái mã sản phẩm như thế này. CG là cái dòng đàn, X là cái những cây đàn có cái bit cup các bạn có thể chơi ra được âm ly á, rồi 122 là cái mã đàn, mã của hai cái này là 122, rồi M là gọi là mát hay là sơn, nó là sơn mờ đó, thì các bạn thấy hai cái này là màu sơn mờ nha. Rồi tiếp theo là cái chữ C, C là Seda, thì cái mặt top màu gỗ của nó sẽ là sơn mờ, nó sẽ là màu đậm như thế này nha, nó Seda nè. Rồi còn cái hàng bên hông của nó là hàng Lux đó, thì cái hàng này á nó sẽ là sơn cái màu sơn nó sáng hơn. Nhưng mà thường á, trong giới đánh đàn á, mọi người á, anh chị cô chú sẽ thích cái màu của hàng Seda hơn, nó sậm, thì cái hàng này cái tiếng của nó sẽ ấm hơn các bạn, tiếng ấm, thì hàng này cái tiếng của nó sẽ sáng hơn, thì nó sẽ thích hợp cho những bạn trẻ hơn đó. Cái màu sắc của nó thì nó cũng chứng minh rồi. Còn lại ở đằng sau của nó, hai thằng nó sẽ y chang nhau hết nha các bạn, nó là gỗ NATO hết nè, màu sắc, màu sơn, cái cần đàn của nó là y chang nhau, từ cái bộ khóa đúc cho tới cần đàn. Mỗi cái logo thì hai thằng nó y chang nhau hết, nó chỉ khác cái mặt top thôi, hai thằng đều là cái mặt top solid. Top solid là gì các bạn, thì nó là mặt nguyên tấm, không phải là ghép nha đó. Thì hai thằng thông số y chang, nó chỉ khác cái mặt top thôi, hai thằng đều có bộ kích cúp luôn đó. Thì hôm nay mình sẽ nói chi tiết hơn cái bộ kích cúp cho các bạn. Thì cái học này là học bỏ pin, thì đối với hàng CG 122 này nó sẽ dùng hai cái cục pin tiểu đồng hồ các bạn này đó. Thì mình sẽ để vô rồi cái hàng này, thì đây bên hông là một cái chip của nó nè đó. Thì nó cho các bạn lên dây luôn, các bạn bấm vào đây, khi mà nó lên đèn như thế này nha, nó sẽ lên dây đó, các bạn cứ lên dây thôi, chỉnh thôi, nó lên dây trực tiếp trên đây. Khi mà các bạn chơi ram ly các bạn, thì mình mở cái tuner này lên á, thì cái hàng này nó sẽ màu đỏ, nó sẽ tắt đàn đi, thì các bạn đánh ram ly nó mới nhận tín hiệu. Còn khi mà các bạn đang để chế độ mà lên dây như thế này, các bạn game ram ly, thì khi mà các bạn đánh thì nó sẽ không có nhận tín hiệu từ cái đàn ram ly. Thì các bạn lên dây xong thì các bạn tắt cái này đi, thì các bạn đánh thì nó mới nhận tín hiệu ram ly nha đó. Thì trên đây nó cho các bạn đầy đủ luôn cái nút volume này, các bạn có thể chỉnh trực tiếp ở trên đây. Khi mà các bạn chơi muốn cái âm thanh cây guitar của mình nó phát ra cái loa lớn hay nhỏ đó, thì bên đây nó có mic chép bass này kia, ví dụ như các bạn đánh bài nào thế nào, các bạn chỉnh tùy cái tần số cho nó giống đó. Còn bên đây thì mình cho nó cao thấp tùy mình đó. Thì cái giắc cắm của nó thì nó nằm ở dưới đây, là nó nằm cùng cái giắc mà để các bạn kết nối ram ly giắc 6 ly luôn. Đó là cái này vừa là đeo được cái dây đeo mà vừa ghim được cái giắc 6 ly kết nối ra tín hiệu. Đó. Đối với những cái hàng dòng Yamaha các bạn, này những cái dòng mà chơi ra được dây nylon á, nó sẽ có số series nằm ở dưới cái cần đàn bên hông, rồi bên hông nó cho các bạn cái tiêu chỉnh cần. Thì dài nó là dòng mà chơi sân khấu mà các bạn. Khi mà mình chơi một thời gian á, cái cần của nó sẽ bị cong, hoặc là cái action dây này nó cao. Thì khi mà các bạn đi đánh show, tại những cái này dành cho những anh chị đánh ra sân khấu, khi mình đánh show mà cái dây nó khoảng cách nó cao quá, mình bấm sẽ rất là đau tai. Thì mình có thể chỉnh cái ti cho nó thẳng lại, nó cái dây như thế này nó đang tiêu chuẩn nha các bạn, khoảng cách nó không có quá cao. Mình bấm rất là nhẹ tay nè, mình bấm rất là nhẹ tay, thì mình đánh hết một bài hát nó không có vấn đề gì. Thì cái hàng này là CG 122 CS đó, là sơn màu sáng đó các bạn. Mấy cái các bạn cứ nhớ là MS là màu sáng đi, còn cái chữ MC là màu tối đó. Thì hai cái thằng này là mẫu mới nhất của Yamaha, mới ra mắt trong tháng 12 năm nay các bạn đó. Thì giá của nó dao động khoảng là 8 triệu mấy nha các bạn đó. Thì nó đang có chương trình, sắp tới nó sẽ có chương trình là giảm cho các bạn tới đây, thì mình có đầy đủ hai cây này cho các bạn thử, các bạn thích cái cây nào thì mình sẽ lấy cho các bạn cây đó. Thì cái màu sơn các bạn cũng nhìn rồi, nó sơn mờ, nên là dành cho những anh nào bị đánh show mà tay hay ra mồ hôi là thoải mái nha, không có sợ bám bưng tay trên đây đâu anh chị, khỏi lo đó. Nhìn khá là đẹp luôn đó, còn chọn cái màu nào thì do mình thích thôi, ngoại hình này kia nó giống nhau hết, nó chỉ khác cái mặt tớp, một hàng là sơn, cái hàng là gỗ đậm hơn, cái hàng thì gỗ nó sáng hơn đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video này của mình nha. Bạn nào mà còn thắc mắc về giá cả hay thông số chi tiết, các bạn có thể comment dưới cái video này, hoặc là mình sẽ để cái link mô tả để dẫn vô hai cái sản phẩm này, các bạn cứ bấm vô các bạn coi, thì mình sẽ để thông số so sánh giữa hai cây luôn. Rồi, cảm ơn các bạn, hẹn các bạn ở những video sau nha.